Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tiếp theo trên kênh của Hiếu trong ngày hôm nay. Thì nội dung thông tin này Hiếu cho quý vị khán giả nghe ông thầy Từ, ông nói một cái quý vị khán giả choáng váng mặt mày luôn. Ông muốn thu lợi với số tiền tỷ là phải thành lập lên một cái đội truyền thông. Ông ma mị dẫn dắt Phật tử nè, rồi dẫn dắt đối với những người mà đang đi tu đó thưa quý vị, phải thành lập lên cái đội truyền thông để mà kêu gọi đóng góp vào cái học viện của ổng, hay là đóng góp vào chùa của ổng hay gì đó vân vân, thì mình không biết. Nhưng mà nghe ổng nói tiền tỷ là mình thấy là mấy ông này đi tu thì làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo quá trời quá đất, rồi làm ảnh hưởng đến đạo Phật. Thật sự thì bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta không còn nghe được pháp Phật nữa, mà chúng ta nghe toàn là mấy cái ông sàm tăng sàm tu như thế này lên ma mị dẫn dụ, kêu gọi cúng dường từ dư luận bá tánh Phật tử không thưa vị, làm ai cũng rất là bức xúc hết, đúng không ạ? Kể từ khi mà sư Thích Minh Tuệ mà xuất hiện á, thì những cái ông thợ tu này hầu như là lòi hết cái bản chất thật của mấy ông rồi. Thì Hiếu cũng đề nghị là giáo hội Phật giáo trục xuất mấy ông này ra khỏi giáo hội và không cho tu theo đạo Phật nữa thưa vị khán giả, cấm luôn đó, chứ để làm ảnh hưởng quá đó, mất uy tín quá trời quá đất luôn rồi thưa vị. Thì mời vị khán giả cùng nghe cái đoạn video clip sau đây của thầy Từ nói về cái doanh thu mà khi mà thành lập nên cái đội truyền thông như thế nào để mà có được cái doanh thu tiền tỷ đó nha thưa vị. Mời vị khán giả cùng nghe. Bây giờ nếu mà chúng ta có một cái đội truyền thông thì lúc đầu đó mình phải bù lỗ, nhưng mà về sau đó quý ngài an tâm, chẳng những con không có bù lỗ mà các hoạt động Phật sự của con trong bao nhiêu năm qua quý ngài thấy đóng góp cho học viện này nhiều phương diện, đến bây giờ là không dưới 30 tỷ. Cho viện cứu học Việt Nam cũng là 10 mấy 20 tỷ. Cái gì mà con phụ trách là con đều bỏ tiền túi. 3 lần đại lễ Phật Đản Liệt Quốc, mỗi một lần vậy có lần là cả 10 tỷ, chứ không phải là chỉ có đóng góp công sức chất xám thời gian không, mà luôn cả cái nguồn tịnh tài. Cái đó từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng thôi, tôi còn không biết họ là ai, nói thẳng vậy. Nhưng mà mình đi tới đâu cũng có người nhận ra mình, đi tới phi trường, lên sân máy bay, đâu cũng có người nhận ra, thì đó là cái nguồn an ủi lớn. Thì bằng cái đó thì có những lời thị phi, cố gắng hoàn hỷ coi gì không có gì. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe ông Thích Nhật Từ chia sẻ đó, thì quý vị khán giả thấy như thế nào? Có phải là ổng đang dụ dỗ kêu gọi Phật tử hay là những đồng đạo tu với ổng á, là thành lập lên cái nhóm truyền thông để mà được cái sự cúng dường tiền tỷ, nghe hết hồn đúng không quý vị khán giả? Đó, vậy mà còn làm mình làm mẩy, chê ít chê nhiều đó, còn hiến kế là phải cúng dường như thế này thế nọ mới có phước nữa, hết sức nói nổi đúng không ạ? Thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý với phần chia sẻ của ông Thích Nhật Từ nhé. Bên cạnh đó thì Hiếu cũng gửi đến tất cả vị khán giả một bài phóng sự nói về cái việc là tiền công đức mà hàng năm Phật tử và mọi người cúng dường cho những cái chùa nè và những cái di tích lên đến hàng ngàn tỷ lần thưa vị khán giả, nghe hết hồn luôn. Nó vậy đó mà những người nghèo thì không thấy chùa chiền nào mà giúp đỡ hết, còn lên chê là người nghèo là do bị nghiệp, rồi người nghèo không có trách nhiệm là chùa phải lo mà do là cho nhà nước lo gì đó thưa vị. Chùa ở đây thì chúng ta thấy là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nằm trong hệ thống của nhà nước, thì chùa và nhà nước là một thì cũng cần phải lo cho người dân, thì người dân mới có tiền người dân đi cúng dường cho mấy ổng chứ đúng không ạ? Đó, thì mời quý vị khán giả cùng đến với cái đoạn phóng sự sau đây, nghe mà hết hồn hết vía thưa quý vị. Thì không có gì. Cả nước thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức, có địa phương thu gần 700 tỷ đồng. Của Bộ Tài chính cho thấy có 49% di tích lịch sử văn hóa tương ứng 15.324 di tích thành phần có số liệu thu chi tiền công đức tài trợ. Tổng số tiền thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng, trong đó nhiều tỉnh, thành phố có số thu trên 200 tỷ đồng. Bộ Tài chính vừa ban hành báo cáo số 174/BC/BTC về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc năm 2023. Những địa phương có số thu trên 200 tỷ đồng. Theo báo cáo, trong tổng số 31.581 di tích thành phần công đức có 15.324 di tích thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Còn tổng số chi trong năm 2023 là 3.612 tỷ đồng. Một số địa phương có số chi cao hơn số thu do sử dụng số dư năm 2022 chuyển sang.
tỉnh Quảng Ninh được giao thực hiện thí điểm việc kiểm tra, số thu 4 tháng đầu năm 2023 trên 67 tỷ đồng đã bổ sung. Số thu tại Chùa Ba Vàng và một số di tích, ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng. Có 9 tỉnh, thành phố có số thu trên 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, gồm Hải Phòng 183 tỷ đồng, Thái Bình 169 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 127 tỷ đồng, Bắc Giang 122 tỷ đồng, Phú Thọ 119 tỷ đồng, Lào Cai 116 tỷ đồng, Nghệ An 115 tỷ đồng, Ninh Bình 110 tỷ đồng, Thanh Hóa 105 tỷ đồng. Tại các di tích nêu trên về cơ bản đều có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại di tích. Về công tác quản lý tiền công đức, tài trợ, Bộ Tài chính cho biết, trước năm 2023 chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh về quản lý tiền công đức trong phạm vi cả nước. Do đó, một số địa phương ban hành văn bản quy định đối với các di tích trên địa bàn cấp tỉnh. Một số địa phương ban hành văn bản áp dụng đối với di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý. Còn lại đa số các địa phương không có văn bản quy định về hoạt động này. Việc quản lý chủ yếu là theo thông lệ, theo truyền thống và đặc điểm riêng của mỗi cơ sở di tích. Từ năm 2023, căn cứ thông tư số 04/2023/TT-BTC, ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, đa số các địa phương đã xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý tiền công đức, tài trợ, phù hợp với thực tế của từng di tích và phong tục, tập quán của địa phương. Có 31% cơ sở tôn giáo không báo cáo thu chi. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa tại các địa phương. Trong đó, đa số báo cáo của địa phương cho rằng số liệu báo cáo thu, chi tiền công đức, tài trợ của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt mới chỉ phản ánh một phần, chưa đầy đủ. Tại các di tích là cơ sở tôn giáo, về cơ bản đều có hoạt động thu, chi tiền công đức, tài trợ nhưng còn khoảng 31%, tương ứng 1.771 cơ sở di tích không báo cáo. Trong số này, có nhiều chùa thuộc sở hữu chung của cộng đồng đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê để phục vụ cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích không báo cáo. Tại các di tích là đền, chùa có đặt đĩa, đặt khay trên các ban thờ khiến du khách đặt nhiều loại tiền lộn xộn, không chỉ làm mất đi sự tôn nghiêm, thanh tịnh nơi thờ tự mà có thể tạo điều kiện dẫn đến trộm cắp, chôm chĩa. Việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại không ít di tích chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro để thất thoát, trộm cắp. Theo Bộ Tài chính, việc lần đầu tiên thực hiện kiểm tra tổng thể về quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc đã giúp cho các địa phương có cơ sở thực tiễn để đánh giá toàn diện về hoạt động này. Với kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn đang xen trong việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích, Bộ Tài chính đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Qua đợt kiểm tra này, ngoài việc giúp cho các tổ chức, cá nhân tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, còn cung cấp tương đối đầy đủ thông tin về số lượng di tích lịch sử văn hóa, về quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Qua đó, mỗi cơ quan, tổ chức nhìn nhận, đánh giá khách quan để có giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ về xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, báo cáo Bộ Tài chính nhấn mạnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, chi ngân sách dành cho lĩnh vực văn hóa hàng năm còn khiêm tốn, tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa là nguồn tài chính rất quan trọng, đã và đang đóng góp tích cực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung. Nhiều công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với lịch sử của dân tộc được bảo tồn và phát huy, tiêu biểu, đền Hùng ở Phú Thọ, di tích Bạch Đằng Giang ở Hải Phòng, khu di tích ngã ba Đồng Lộc ở Hà Tĩnh, khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều lễ hội truyền thống tổ chức tại di tích với những nghi lễ dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được tôn vinh, kế thừa. Ngoài sử dụng cho tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội, nguồn thu công đức, tài trợ tại các di tích còn đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng, như hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng. Việc tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội cũng tạo sức hấp dẫn đối với du khách và là nguồn tài nguyên hình thành các điểm du lịch, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng, đồng thời là điều kiện để thực hiện thu phí tham quan theo quy định tại Điều 60 Luật Di sản Văn hóa. Theo Bộ Tài chính, việc quản lý tiền công đức,
tài trợ tại các di tích đã và đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch kể từ khi thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 1 năm 2023 được ban hành. Tại các di tích tuy có sự khác nhau về loại hình, về quy mô cũng như chủ thể quản lý nhưng có điểm chung là người đại diện hoặc ban quản lý di tích đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm đếm và quản lý thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch. Việc công đức, tài trợ theo hình thức chuyển khoản quét mã QR đang phát triển nhanh, được nhiều người lựa chọn như một thói quen khi đến di tích, báo cáo Bộ Tài chính đánh giá. Việc tổ chức lễ hội tại di tích có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban tổ chức lễ hội. Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu từ nguồn công đức, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ trong khu vực tổ chức lễ hội. Việc sử dụng ngân sách nhà nước, nếu có, chỉ còn hỗ trợ đối với hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống nhằm duy trì các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Thì đây cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Thì theo vị khán giả có nhận định đánh giá như thế nào về nội dung hôm nay, về phần chia sẻ của ông Thích Nhật Từ và cái đoạn phóng sự mà chúng ta nghe, thì chúng ta cũng cảm thấy hết hồn hết vía với cái số tiền lên hàng ngàn tỷ đồng mà tiền công đức đó là của do Phật tử đóng góp vào. Đó, thì vị khán giả cũng để lại góp ý nhận xét và bình luận nhé. Bên cạnh đó tiện tay chia sẻ video clip này đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung để mà nhận định lên án đối với những ông thợ tu sàm tăng. Và bên cạnh đó thì cũng rất mong là vị khán giả cầu nguyện và ủng hộ cho sư Thích Minh Tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin trong video này. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.